Series Lật Mặt của Lý Hải đã đi đến phần 7. Cả hai phần gần nhất đều có những kỷ lục bất ngờ, tạo nên hiện tượng doanh thu phòng vé với con số 273 tỷ cho Lật Mặt 6 và gần 483 tỷ cho Lật Mặt 7. Chính vì điều này, rất nhiều khán giả đã không khỏi ngạc nhiên khi mới đây Giải thưởng Cánh Diều Vàng 2024 công bố danh sách 17 phim tham gia đề cử nhưng lại không có Lật Mặt 7. Điều này làm dấy lên câu hỏi về lý do khiến đạo diễn Lý Hải không tham gia tranh giải, dù các đồng nghiệp của anh là Trấn Thành, Victor Vũ, Mai Thu Huyền, Đoàn Nhất Trung đều có mặt. Thực tế, kể từ khi Lật Mặt ra đời phần đầu tiên vào năm 2015, Lý Hải chưa từng mang phim của mình tham gia bất kỳ giải thưởng nào, dù đó là Cánh Diều Vàng, Bông Sen Vàng hay Ngôi Sao Xanh. Cũng từng có giải thưởng ghi tên Lý Hải và Lật Mặt, nhưng đó là giải thưởng do khán giả tự bình chọn, chứ anh từ đầu không hề có chủ ý tham gia tranh cử. Do đó, việc tác phẩm Lật Mặt 7 không tham gia Cánh Diều Vàng 2024 cũng không phải là quyết định bất ngờ của Lý Hải. Giải thưởng Cánh Diều Vàng năm nay có sự tham gia của 17 phim điện ảnh, 18 phim truyền hình, 41 phim tài liệu, 18 phim khoa học, 14 phim hoạt hình, 50 phim ngắn và 4 công trình nghiên cứu lý luận phê bình. Vào phút chót, ban tổ chức bổ sung thêm bộ phim Hai Múi nằm trong danh sách phim điện ảnh tham gia Cánh Diều Vàng năm nay. Như vậy, ở hạng mục phim điện ảnh sẽ có 18 bộ phim. Lễ trao giải Cánh Diều Vàng 2024 sẽ được tổ chức tại nhà hát đó Livera Nha Trang vào tối 10 tháng 9.